Xin chúng ta đồng đứng lên. Xin chúng ta cùng hướng về Chúa của chúng ta giờ này, để chúng ta cùng đến chân Chúa thờ phượng và tôn vinh Chúa. Tất cả mọi suy tôn, tất cả mọi danh hiệu đều thuộc về Chúa của Chúa chúng ta, Đức Chúa Trời. Linh hồn hết sức mà yêu kính Chúa là Đức Chúa Trời của người. Amen. Chúa trên muôn muôn, Chúa trên muôn muôn, Chúa của các thần, Chúa của các thần, Ngài hiện diện trong con lòng này. Chúa đấng oai nghi, Chúa đấng oai nghi, vinh hiển thuộc Ngài, vinh hiển. Mọi vinh hiển xin quy về Chúa là Chúa của chúng ta. Bây giờ này xin Chúa ngự vào mỗi lòng của chúng ta, mỗi một người ở đây, cũng như các anh chị em trong trực tuyến và những ai sẽ xem lại cùng thờ phượng của chúng ta.
Chúa ơi, chúng con cần Chúa trong cuộc đời của chúng con. Mỗi giây, mỗi phút, Chúa ơi, xin đưa chúng con về với Chúa. Xin kéo chúng con lại gần Ngài hơn, Chúa ơi, mỗi ngày. Từ việc dễ đến việc khó, trước khi những gì xảy ra và khi những gì xảy đến và sau khi những gì xảy đến với chúng con trong cuộc đời của chúng con xin dâng lên Chúa chúng ơi. Vì trong những lúc gian nan chúng con biết, khi chúng con gần bên Chúa, Ngài sẽ ẵm bồng chúng con, Ngài sẽ nâng chúng con lên chứ không phải là chúng con tự đi nữa. Xin cho hôm nay chúng con biết được điều đó và luôn tin cậy vào Chúa trong đời sống của chúng con. Và hôm nay chúng con có lễ tiệc thánh, xin dâng giờ thờ phượng này lên cho Cha. Xin Chúa qua giờ thờ phượng này dạy dỗ chúng con qua môi miệng của một sư trưởng và cho chúng con thấy được tình yêu của Chúa và cho chúng con biết thờ phượng Chúa trong cuộc đời của chúng con mỗi một ngày và biết đem tin mừng của Chúa đến anh chị em của chúng con. Chúa ơi, những người chung quanh và tất cả những ai mà chúng con chạm đến trong cuộc đời, xin Chúa hãy sai chúng con đi. Sai chúng con đi theo những gì? Con đường mà Ngài muốn chúng con đi. Chúng con xin dâng lên cho Cha tất cả mọi sự sắp đặt đều thuộc về Ngài. Và giờ đây là giờ thờ phượng Chúa, chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những gì chúng con có ở đây. Xin Ngài chúc phước cho chúng con trong giờ thờ phượng này. Chúng con đồng tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của chúng con. Amen. Xin chúng ta đồng an tọa. Tạ ơn Cha, ngày hôm nay trong nhà nguyện thơm nồng mùi hoa, những đóa hoa đầu tiên của một mùa xuân đang rực rỡ cùng với những ánh nến ấm cúng kéo tất cả chúng ta lại bên Chúa hơn, gần bên Chúa hơn, phải không ạ? Rõ ràng chúng ta cảm thấy đấy, mình được thưởng thức tất cả những vẻ đẹp của thế gian mà Chúa đã bày ra cho chúng ta được hưởng. Chúng ta là thật tạ ơn Chúa và thật vui mừng để được nhìn thấy nhau trong nhà của Ngài, và tức là nhà của Cha chúng ta. Hội Thánh Gia Đình Việt Nam vui mừng được đón tiếp tất cả các con cái của Chúa tụ họp về đây buổi sáng hôm nay, cũng như xin được gửi lời chào thân thương nhất đến tất cả quý anh chị em theo dõi trực tuyến hay có thể xem lại video này. Chúng ta biết rằng Thần Linh Chúa đang ở đây, đang bao trùm từng người, từng linh hồn và đang gìn giữ chúng ta, để đời sống của chúng ta chắc chắn cũng sẽ được thêm sức càng hơn, được nồng ấm càng hơn, được thơm càng hơn cho danh thánh của Ngài, phải không ạ? Tạ ơn Chúa. Tuần vừa qua chúng ta có được biết thân mẫu của mục sư Tạ Huy Trường bị té ở tại Cali, và Hội Thánh cũng đồng lòng cầu nguyện cho bà. Thì chúng ta cầu xin để Chúa chữa lành, cũng như là Chúa thỏa nguyện lòng ước ao của bà được đến đây dự lễ ra trường của Isabella, cũng như là có mặt cùng với Hội Thánh của Chúa ở đây. Thì cái điều đó thật là tốt đẹp. Chúng ta tin rằng Chúa sẽ ban ơn, sắp đặt mọi sự từ đầu đến cuối được tốt đẹp trong ơn của Ngài. Chúng ta tạ ơn Chúa. Giờ này không biết các anh chị em có ai có điều gì muốn chia sẻ hay có điều gì muốn được cầu nguyện thì xin chúng ta cứ tự nhiên. Chứ như là mình thấy cô Ginny sẵn sàng rồi đó. Mời cô Ginny. Mình chỉ muốn xin Hội Thánh chúng ta cầu nguyện cho sự thờ phượng của Hội Thánh của chúng ta có sự tham gia thêm nữa các giọng hát để mà tôn vinh Chúa, như là nhạc đặc biệt hoặc là hát thờ phượng, vì chúng ta rất cần điều đó.
Và những gì chúng ta cần có để mà làm được điều đó chỉ là tấm lòng mà thôi. Chỉ cần có tấm lòng muốn đến với Chúa. Trong nhóm chúng ta sẽ, nếu mà cần á, là mình sẵn sàng dành giờ ra để tập hát hay là bất kỳ cái gì. Rất là mong điều đó. Hồi sáng á, mình giữ cái lớp Kinh Thánh mà chị Hạnh hướng dẫn trong cái công vụ chapter 16 phải không chị? Yeah. Chương 16 thì đặc biệt là mình cảm động cái phần là các tín đồ đầu tiên của Chúa đi rao giảng lời của Ngài, rao giảng tin mừng, mà bất chấp hết tất cả, bỏ hết tất cả để đi. Và không biết là họ có sức mạnh gì hay có tài năng gì, họ không cần biết, họ cứ đi. Và Thánh Linh hiện diện với họ, và họ đã vượt qua khỏi đại dương để mà đến cái đại lục kế tiếp chung quanh. Thì nhờ đó mà ngày hôm nay chúng ta mới biết Chúa, đúng không ạ? Yeah. Mà họ đã phó hết cả thân mình như vậy, có sự hướng dẫn của Thánh Linh. Thì bây giờ ngày hôm nay chúng ta ở đây thờ phượng Chúa, chúng ta rất là may mắn được biết Chúa, được có Chúa với chúng ta. Thì chúng ta cũng nên xin Chúa cho Đức Thánh Linh đổ đầy trong lòng của mình, để mình hỏi là Chúa ơi, Chúa muốn con làm cái gì cho Ngài. Nếu mà chúng ta không đi được và vượt qua được đại lục để đến những chỗ khác, thì chúng ta có thể làm được những gì mà ngay tại hội thánh này, hoặc là anh em hàng xóm của chúng ta, bất kỳ cái gì chúng ta có thể làm được. Và mình được thôi thúc, mình kêu gọi là hãy thờ phượng Chúa qua cái bài hát, qua cái sự thờ phượng của ban hát hoặc là giọng hát của mình. Vì đó là mình cầu nguyện đến 2 lần. Cho nên là mỗi người chúng ta nên thử hỏi Chúa xem là Chúa ơi, con hát có được hay không? Mình rất là mong điều đó xảy ra. Vì mình muốn thực sự là step down để học những cái chuyện khác như là IT rồi này kia. Chúng ta cũng rất là cần IT, và chắc một ngày nào đó mình cũng sẽ lên đây nói cái điều đó cho ban IT. Nhưng mà hiện tại là bây giờ mình muốn represent ban thờ phượng, hát thờ phượng. Chúng ta đừng ngại gì hết. Thí dụ như mình không làm được mỗi tuần thì 1 tháng 1 lần, 2 tháng 1 lần, hay là 2 tuần 1 lần gì đó cũng được. Và đặc biệt là cái tuần vừa rồi á, Pentecostal Week, tức là lễ ngũ tuần, tức là thánh thần hiện xuống với lại các môn đồ ha. Chúng ta xin cầu xin Chúa, xin cho dầu của Đức Thánh Linh cũng đổ trên mỗi người của chúng ta, và đốt cho chúng ta ngọn lửa đó, để chúng ta được thắp trong tim, để chúng ta tỏa sáng, tỏa nhiệt, tỏa ánh sáng đến cho anh em chúng ta qua lời nói, qua tiếng hát của chúng ta. Amen. Amen. Tạ ơn Chúa. Vâng, xin Thánh Linh bùng cháy một lần nữa trong lòng mỗi chúng ta, vì tất cả chúng ta đều đã có những ngọn lửa Thánh Linh, nhưng mà có thể nó còn đang rất là thoi thóp, nó chưa có được bùng cháy lên. Thì chúng ta tạ ơn và chúng ta tiếp tục cầu xin ơn Thánh Linh của Chúa đổ tràn đầy trên hội thánh, trên từng người một, từ con trẻ, từ các bạn thanh niên đến người lớn. Và không, chúng ta đặc biệt tuần trước mình đã muốn nói rồi nhưng mà mình chưa kịp nói, nhưng mà kỳ này đó chắc lát nữa nhờ cô Ginny chuyển lại cho anh Rob, mình rất là gọi là gì, appreciate Rob, this is what I want to say to you, you are a natural worshiper in your voice. When we listen to you, we feel like we can reach heaven. And you do it without like kind of like trying or anything. You are very natural. So we are calling you, your name, to be up here with us on for the worship team. Yeah, because that would be, you know, like that's a wonderful, you know, for, yes, we absolutely need male voice, and voice like you is very rare. I would say that. Yeah. Thank you for accepting our invitation. And then, of course, we have here Levin. We are blessed to have you with us. And every time you are here, we are lifted up because of your voice and your heart and your dedication to God. Thank you, Levin. Yeah. Yeah. Yeah.
Dạ, xin phép chị. À, trước hết con xin tạ ơn Chúa. Và kế đến là con cũng xin Hội Thánh cho con được vài phút để chia sẻ những cái gì mới xảy ra trong cuộc đời của con. Con muốn lên đây để làm chứng một sự việc, không có là phải nói là chị là một cái phép lạ, nhưng đây là con có thể nói là mầu nhiệm của tình yêu. Cái mầu nhiệm của tình yêu bao la mà chúng ta không có thể dùng cái chữ một cái phép lạ để hình dung được. Tại cái phép lạ thì có thể mọi người hiểu mỗi cảnh, nhưng mà nó đã xảy ra cho Lê Vinh thì Lê Vinh nghĩ rằng là nó hơn cả một cái phép lạ. Một đây là một cái dấu tích gì đó mà Chúa muốn cho Lê Vinh được biết, được nhìn nhận và được biết rằng Chúa luôn hiện diện ở trong cuộc sống của chúng ta mỗi giây mỗi phút, mà chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa không nghĩ tới mình, Chúa quá xa vời, và mình không đặt hết trọng tâm để tin tưởng vào Chúa. Mình cứ nghĩ là Chúa là một đấng để luôn luôn nghe mình. Mình muốn gì thì nói: Chúa ơi, con muốn cái đó, con muốn cái kia. Nhưng mà mình không biết được việc của Chúa làm. Thì đây là một cái việc mà Lê Vinh muốn chia sẻ. Lê Vinh sắc đứng lên đây cho cá cao tí xíu chị nha. Trong cái tuần vừa qua là Lê Vinh đi, có dịp đi qua bên Dallas để tham dự một cái những cái lớp học ở bên đó. Thì sau 3 ngày thì một người bạn, hai vợ chồng tới đón Lê Vinh ngay khách sạn. Và trên đường để đi tới một cái bữa tiệc sinh nhật của một người bạn của hai vợ chồng, thì trên đường lúc mà cái buổi tối thì nó hơi khuya, thành tựu người vợ mới nói là: tôi chắc là em phải chở chị đi về, không thôi chị mệt. Thì người chồng mới cảm thấy rằng nếu mà mình về hơi sớm thì chắc là cũng không có được vui cho người bạn của mình trong cái bữa tiệc hôm đó. Thì người chồng mới nói là: thôi em đó, đưa chị Lê Vinh về đi, còn anh ở lại. Thì hai chị em mới ra trên freeway, mới từ trong nhà đó đi ra khoảng chưa tới 5 phút và mới lên freeway khoảng 2 phút mà thôi. Chiếc xe bắt đầu cái tốc độ từ 50 tới 60 tới 70 mile, nghĩa là ở bên Việt Nam thì khoảng là 140 hay 150 km một giờ. Với cái tốc độ trên xa lộ nó nhanh như vậy và đường hôm đó vắng hoe thì mình không thấy cái xe từ đâu cả. Thì tự nghe một cái rầm thiệt là lớn và chiếc xe trao qua đạo lại, trao qua đạo lại. Thì cái người em mới nói là: chị Lê Vinh ơi, mình phải chạy ngay lập tức, không thôi là xe nó nổ. Thì lúc đó Lê Vinh mới bắt đầu cũng không biết chuyện xảy ra tại vì nó quá nhanh. Thì bắt đầu mở cái cửa chạy ra, thì mở cửa hai chị em vừa chạy ra mấy thước thì thấy, nhìn ra lấy thước là cái bánh xe của cái người lái xe đó nó đã đi đằng xa rồi, mà cái ánh lửa nó cái mà sát ở trên cái freeway nó xẹt lửa xẹt, và mình thấy cái bánh xe của cái xe người mà đụng mình đó là cũng lăn trên freeway với một cái tốc độ mà mình nghĩ là nó nhanh dễ sợ lắm, nhanh kinh khủng, mà mình chiếc xe mất hút mà mình không thấy, mặc dầu chiếc xe đó cũng rớt cái bánh ra, nó đụng xe mình, cái xe của mình cái bánh bị nát và cái niềng xe cũng bị méo, không cách nào chạy được. Là cái điều may mắn, hai chị em vừa chạy ra một cái thì cái đầu của mình rất là nhức ở trên này. Thì cũng may mắn là cũng có một cái ông người Mỹ, ông dừng xe lại bên đường liền và ông nói là: các cô có bình an không? Are you okay? Thì lại bên mới nói: chúng tôi vừa bị đụng xe. Mà trong cái lúc đó là mình cứ nghĩ rằng là cái người đụng xe là cái người gây ra tai nạn thì họ phải chịu trách nhiệm, nhưng mà tại sao họ chạy đi đâu rồi tôi không thấy, ông có thấy chiếc xe đó không? Thì ông mới nói: chiếc xe đó vừa vượt đằng sau tôi rất là xa và tôi thấy rằng nếu mà lái xe kiểu này thì chắc chắn là sẽ phải có tai nạn. Thì lúc đó ông gọi cho cảnh sát và ông gọi cho bên cấp cứu họ tới. Thì bên cấp cứu họ tới, họ nhìn thấy chiếc xe là họ nói: hai cô lên đây và chúng tôi chở hai cô tới bệnh viện ngay. Thì lúc đó hai cái cô bạn mới nói: chị ơi, em chắc em không đi. Thì lúc đó Lê Vinh bị đau cái đầu mà, thành thử ra cứ nghĩ thôi em đi đi, cố gắng đi. Thì thực sự cái người em đó không chịu đi và tiếp tục nói chuyện với cảnh sát. Thì em mới lên xe cấp cứu giống như cái lời yêu cầu của họ. Thì sau khi check ra thì họ không thấy cái gì hết. Thì họ cũng khuyên là về là mình sẽ tiếp tục. Cái chuyện đó Lê Vinh cảm thấy rất là an tâm vì mình không có chuyện gì hết. Và sau khi trong cái xe trở lại thì Lê Vinh mới bắt đầu nhìn lại cái xe của mình. Thì bây giờ tới cái lúc mà Lê Vinh mới bình thần, cái định thần mới bắt đầu mới nghĩ rằng là cái tai nạn này nó quá khủng khiếp, trên xa lộ tới 70 mile một giờ mà mình không có bị gì hết.
Và bây giờ quý vị có thể nhìn được chiếc xe, thấy chiếc xe ở trên đó. Đây là một cái cạnh chiếc xe mà thấy bùn đằng trước và đằng sau chiếc xe không? Chiếc xe này là chiếc xe mướn rất là sạch, và chiếc xe này là chiếc xe Mỹ. Cái người em đó trong cái thời gian trước đó một tuần thì mưa đá nó quá nhiều, thành thử ra xe của người ta bị mưa đá hư, mới mang vô trong shop thì mới mướn chiếc xe này. Là xe của Mỹ mà cũng là may mắn, tại cái xe của Mỹ thành thử nó cái tai nạn nó chỉ có đụng từng đó thôi, mà nếu mà xe của Nhật thì chắc là cái tai nạn nặng hơn. Cái đó là thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái ngày hôm đó cô em bạn mặc một bộ đồ màu trắng tinh. Lúc mà đụng xe là cái airbag nó bung ra, mà bắt buộc nó, nếu mà các cái hãng xe nó set up là lúc mà tai nạn đùng một cái là nó bung ra cả hai bên, cho dù cái người bên ngồi bên cạnh là người passenger đó không ngồi đó, là hai cái đều phải bung ra cùng một lúc. Thì cái điều kỳ lạ rằng Lê Vinh được may mắn được phép là chú ban, lúc đó là mình nói là chú chỉ có ẵm trên tay thôi, chứ còn nếu mà mình ngồi trong xe thì cái sách beo, tức là đằng sau nó thúc tới, là mình ngựa lên là bắt đầu nó sẽ dồn tới và đập vào cái mặt ở trên. Nếu mà cái airbag nó không có bung ra thì mình sẽ đập vào cái phía trước, phải không? Còn đây airbag nó không bung ra và cơ thể của mình không có một xây sát, không có một cái gì đau lồng ngực, đau tay, đau chân hay bất cứ một cái gì. Tất nhiên là mình yên hàn, giống mình ngồi một chỗ trên một cái chỗ mà không một cái sự nhúc nhích nào hết. Nếu mà bị nhúc nhích thì là cái eo của mình sẽ đau liền, hoặc là vai, hoặc là cổ, hoặc bất cứ một cái gì. Với cái tốc độ 140 km một giờ thì quý vị tưởng tượng với chiếc xe như vậy thì cái người đó sẽ không sống. Và một cái điều may mắn hơn là Lê Vinh nghĩ nếu mà cái tai nạn nó xảy ra, Chúa cứu Lê Vinh mà không cứu người bạn thì là cái lòng mình cũng không yên. Tại người bạn vì mình mà chở mình về. Và tại sao cái airbag nó không bung vô cái mặt cô đó? Tại vì cái sự mà người ta bỏ cái airbag đó là cản trở cái sự đập mặt vào phía trước. Nhưng mà cái airbag đó không phải là nó an toàn đâu. Cái airbag nó cũng đập vô cái mặt mình, nó cũng bầm. Nhưng mà nó bầm ít thôi. Nó bầm ít hơn là cái mặt mình đập vô vào phía trước của chiếc xe. Nhưng mà cái airbag á, nó bung ra, nhưng mà nó bung ra ngoài. Thành thử ra quý vị mới thấy là nó bùn ở ngoài phe xe. Trong xe không có một vết bùn, và cái bộ áo cô đó mặc một bộ màu trắng không dính một chút bùn. Nghĩa là airbag nó bung ra mà nó bung qua ngoài xe luôn. Thành tự chiếc xe lấm bùn và trong xe là không bị. Và hai chị em đều không bị một cái gì cho tới bây giờ. Cho tới bây giờ, nếu bây giờ nói là ok, về một cái mặt pháp lý là mình phải đi coi để đấm bóp này kia, mà thực sự mình lấy gì để mình đấm bóp, tại vì mình không có đau. Đó là một cái phép màu. Thành tự ra Lê Vinh nghĩ đây là không phải là chỉ có một phép lạ mà Lê Vinh hôm nay đứng đây để cho quý vị biết. Nhưng mà Lê Vinh nghĩ rằng Chúa đã cho Lê Vinh một cái ý thức rằng trong một cái tai nạn, trong một cái tích tắc và con có thể chết ngay lập tức. Nhưng Chúa đã cứu con, đã ẵm bồng con trên tay, và những cái gì con cầu xin với ta thì ta đã lắng nghe con, và con nên tin tưởng vào ta để sắp đặt cho con trong cuộc đời này nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Lê Vinh tin điều đó, rất là tin. Tin rằng là những cái gì mình trách móc Chúa trong thời gian qua là Chúa đã để cho con vác những cái thanh giá rất là nặng. Chúa để cho con những cái sự nhục nhằn rất là nặng. Nhưng mà hôm nay Lê Vinh biết Chúa đã nhắc nhở là luôn ta luôn luôn bên cạnh con, cho dù những cái giây phút nguy hiểm nhất ta ẵm bồng con trên tay. Nếu mà Chúa không ẵm bồng con trên tay thì một cái xích dây béo nhỏ thôi cũng làm cho lồng ngực con bị đau. Cái đó là không cách nào hết. Lê Vinh nghĩ không cách nào. Mà bây giờ nói, nếu mà nó kể ra một câu chuyện thì nó có đơn giản, tại vì bây giờ mình không có bị xô xát gì hết, nên từ đó mình nghĩ là cái phép lạ này cũng rất là bình thường, phải không? Nhưng mà thực sự không có thể tưởng tượng được nếu mà chúng ta bình tâm và suy nghĩ, nó có những cái điều nó sâu xa hơn. Nếu mà Chúa cứu mình, không phải cứu mình nữa, mà cứu luôn người bạn bên cạnh, và tất cả đều bình an, và không làm cho Lê Vinh cảm thấy bối rối, hối hận nếu mà người em bạn của mình bị chuyện gì nữa. Tất nhiên là tất cả mọi sự
Chúa thương mình, Chúa thương tất cả những người chung quanh mình và Chúa thương tất cả các anh chị em ở đây và tất cả mọi người chúng ta. Nếu mà trong cuộc đời chúng ta có những cái gì xảy ra thì chúng ta cứ tin vào Chúa, tin vào một cách tuyệt đối vì Ngài luôn luôn ở bên cạnh chúng ta. Và Lê Vinh đã có những cái lúc gọi là ngạ lòng trong cái nghĩa rằng là mình cũng có đặt niềm tin hết vào Chúa, nhưng mà tại sao Chúa không cho cái ý muốn của con được thực hiện? Thực sự con tin rằng Chúa luôn luôn sắp đặt cho con sẽ tốt hơn trong cuộc đời. Không phải chỉ có những cái gì mà cái con mắt của Lê Vinh thấy được. Thì đây là một cái mầu nhiệm mà Lê Vinh muốn nói. Và qua cái sự mầu nhiệm đó thì Lê Vinh tin rằng cái sáng hôm đó là tai nạn xảy ra là đúng 12 giờ 50 sáng, là đúng ngay ngày lễ ngũ tuần, ngày lễ Chúa Thánh Thần hiệu xuống. Và nhờ ơn Thánh Linh, Chúa đã soi sáng và cho con được đứng hôm nay ở đây để làm chứng cho quý vị. Và hôm nay là ngày lễ bí tích tình yêu. Thành thử ra Lê Vinh mong quý vị cho Lê Vinh được thêm vài phút để mà hát lên ca khúc này với cái tấm lòng của mình. Giống hồi nãy Jenny có nói rằng nếu mà các anh chị em ở đây, nếu ai muốn hát thì gia nhập vào, mình gọi là hồi hát, chứ không phải hát thì chỉ có 2-3 người. Thành thử mình cố gắng mình tập hát với nhau. Thành thử là Lê Vinh cái này không có nhạc, nhưng mà Lê Vinh cố gắng hát, hát gọi là mình hát mộc nha. Cái lời nó hơi dài, cho Lê Vinh 3 phút. Lê Vinh cắt bớt một câu rồi, nhưng mà Lê Vinh rất mong được hát bài này trong ngày hôm nay để tí xíu mình đón nhận mình và máu Thánh Chúa nha. Giêsu tình yêu, Chúa đang ngự đó, mắt không nhìn thấy nhưng lòng con luôn tin Chúa ở đó. Chúa đôi nhìn con, Chúa muốn yêu con, muốn đến thăm cho hồn con vui sướng miên man. Đời con được Chúa thương, hồn con được nuôi sống, con chi đâu vui hơn được Chúa thương ngự đến. Chúa đến cùng con, Chúa đến trong con, giờ đây ôi hân hoan hạnh phúc dâng trào dâng. Giêsu lòng con đang yêu thờ kính, khấn xin ngự đến thăm hồn con tuy không xứng đáng. Giêsu Ngài ơi, hãy đến mau đi, hãy phán một lời cho hồn con nên trắng trong ngày. Lòng con thần kinh tinh, hồn con tràn cảm mến, Ngài yêu thương con ơi, tình yêu không bờ bến. Giêsu lòng con đang kính yêu thầy, Ngài yêu thương con ơi, tình yêu cao vời thay. Thánh thể nhiệm màu, chúng con quỳ đây dâng lên tòa Chúa, dấu chân tình yêu dâng khúc nhạc lòng cảm mến không ngơi. Tạ ơn Chúa, xin mầu nhiệm tình yêu của Chúa luôn luôn ở với chúng con.
Tạ ơn Chúa và cảm ơn chị Lê Vinh chia sẻ, làm chứng về tình yêu và sự nhiệm màu của Chúa ở cùng chúng ta trong từng phút, từng giây, từng khắc một của cuộc đời chúng ta. Vâng, và cũng đứng ở đây cũng rất là ngạc nhiên và tạ ơn Chúa chào đón thầy An về sum họp cùng với lại gia đình Hội Thánh. Dạ, yeah. Chắc chắn là sẽ có dịp mời thầy An lên để chia sẻ về cái cuộc hành trình vừa qua của thầy An. Dạ, yeah. Vâng, giờ phút này xin chúng ta cùng quỳ gối nếu có thể được để chúng ta đọc lời cầu nguyện chung. Và sau đó thầy xin được phép dâng lên những lời cầu xin cũng như tạ ơn của chúng ta. Dạ, yeah. Xin chúng ta bắt đầu. Lạy Cha chúng con ở trên trời, danh Cha được tôn thánh, nước Cha được đến, ý Cha được nên ở đất như trời. Xin cho chúng con hôm nay đồ ăn đủ ngày. Xin tha tội lỗi cho chúng con, như chúng con cũng tha kẻ phạm tội nghịch cùng chúng con. Xin chớ để chúng con bị cám dỗ, mà cứu chúng con khỏi điều ác. Vì nước, quyền, vinh hiển đều thuộc về Cha đời đời. Amen. Lạy Cha yêu thương, là đấng tối thượng, là Cha toàn năng của chúng con, chúng con tạ ơn Cha vì ý Cha được nên ở đất như trời. Và ý Cha đó là ý tốt lành nhất cho mỗi cuộc đời của mỗi chúng con. Cha ơi, chúng con tạ ơn Ngài vì càng ngày các Cha càng tỏ lộ ý Ngài cho mỗi chúng con, càng hiểu thêm được sự sâu nhiệm, sự lạ lùng, sự gìn giữ của Cha vượt quá tất cả những gì chúng con có thể tưởng tượng được. Lạy Cha yêu thương, chúng con biết rằng hơi thở của chúng con chỉ như một hơi nước có thể thoáng qua rồi biến mất, nhưng trong ý của Ngài, trong ơn của Ngài, trong quyền năng của Ngài, trong sự gìn giữ của Ngài, mà mỗi người chúng con vẫn còn đây để chúng con dùng hết hơi thở sống này mà tạ ơn Cha và xin ơn Cha cho chúng con đừng bao giờ quên những ân huệ của Ngài, để chúng con xây dựng trên nền của những gì đã xảy ra trong cuộc đời của chúng con, để chúng con bước tới mạnh mẽ hơn, quyền năng hơn, xác tín hơn và hầu việc Ngài một cách trọn lành hơn. Cha ơi, chúng con tạ ơn Cha. Chúng con tạ ơn Cha biết bao vì Ngài gìn giữ chúng con, người ở xa, người ở gần, người đi xa như anh chị em chúng con cũng về đây sum họp. Và giờ phút này chúng con lại được một lần nữa mở lòng mình ra nhận tiệc thánh này cho từng linh hồn chúng con được gắn chặt với Ngài. Cha ơi, chúng con giao phó nơi Ngài tất cả linh hồn này, sự sống này, tất cả những gì Cha đã ban cho chúng con, và xin ơn Cha cho chúng con biết mở lòng rời rộng để chúng con dâng trả lại Ngài những điều mà chúng con đã được nhận lãnh trước hết từ ơn của Ngài. Và chúng con cũng đặc biệt cầu ơn Cha ở cùng Mục sư Tạ Huy Trường trong sứ điệp đầy quyền năng của ông, để mỗi người chúng con sẽ từ những bộ xương khô, từ những người không còn hơi thở sống, chúng con có thể trở thành những chiến sĩ trong đạo quân tình yêu của Ngài. Hết thảy chúng con hiệp nguyện tạ ơn và cầu xin trong danh cứu Chúa Jesus Christ. Amen. Xin chúng ta tự nhiên trong phần dâng hiến. Và giờ này chúng ta cũng sẽ được nghe sứ điệp của Mục sư Tạ Huy Trường. Dạ, xin kính mời Mục sư.
Kính chào tất cả quý ông bà anh chị em có mặt ở trong đền thờ, và cũng kính chào tất cả quý ông bà anh chị em gia đình của Hội Thánh ở các nơi theo dõi ở trên livestream hoặc là xem lại livestream của Hội Thánh. Khi mà mục sư thấy tin tức về tai nạn mà cô Vinh vừa mới làm chứng với chúng ta ở trên Facebook, thì mục sư có liên lạc với lại cô Vinh. Và mục sư có nói rằng thật ra Chúa có chương trình cho cô. Có nhiều lúc thì chúng ta lo nghĩ rằng không biết là mình chết cách nào. Ví dụ như chúng ta là Eli, chúng ta được tiếp lên bằng xe lửa lên, nhưng mà Elise cũng có thể bệnh chết, có thể người chết trẻ, có thể người chết già. Nhưng mà ở trong Chúa chúng ta không có sợ cái chết. Nhưng mà trong Chúa cái điều chúng ta lo đó là Chúa cho chúng ta còn mạng sống, chúng ta phải đặt câu hỏi là Chúa muốn chúng ta làm gì? Chúa muốn làm gì với lại cái sự sống mà Chúa ban cho? Cảm ơn Chúa về sự gìn giữ của Chúa. Từng rồi thì chúng ta nghe là cô Hạnh uống thuốc độc mà không chết. Từng đây thì chúng ta nghe cô Vinh bị tai nạn không chết. Cảm ơn Chúa là Chúa gìn giữ con cái của Chúa ở trong Hội Thánh của Ngài. Mục sư xin cầu nguyện rồi chúng ta học lời Chúa với nhau. Chúa Thánh Linh ơi, xin Chúa cho mỗi ông bà anh chị em, những người nghe được tiếng của con, nghe được lời của Chúa qua môi miệng của con, thì sẽ nghe được tiếng của Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, xin Ngài mở tai thiêng liêng của chúng con, mở tấm lòng của chúng con, Ngài sức dầu cho người giảng, cho người nghe. Tất cả chúng con cảm nhận được sự hiện diện của Chúa và có lời sống và linh nghiệm của Chúa cho mỗi cá nhân chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Mục sư có một cái sự cảm động là sẽ học qua ở trong Kinh Thánh, học tất cả những bài học ở trong những cái chủng khác nhau. Cái điều này Thánh Linh cảm động nhiều năm trước rồi. Và mục sư có cái ước ao là nếu mà Chúa cho phép ở trong tương lai, mục sư sẽ viết lại một cái quyển sách và gom tóm tất cả những bài học mà chúng ta học được ở trong chủng. Và hôm nay là có một cái chủng đặc biệt mà ở trong Kinh Thánh chúng ta hay gọi nó là cái chủng xương khô. Và mình học với nhau cái bài học từ cái chủng xương khô này, với cái đề tài là từ xương khô mà thành quân đội của Chúa. Xin chúng ta xem Kinh Thánh ở trong Ê-xê-chi-ên đoạn 37. Mục sư đọc cho quý vị nghe từ câu 1 cho đến câu 10. Tại vì có thể có những quý ông bà anh chị em chưa có cơ hội để biết cái câu chuyện này rất là đặc biệt. Ê-xê-chi-ên đoạn 37 từ câu 1. Tay của Đức Giê-hô-va đặt trên ta, Ngài dắt ta ra trong thần Đức Giê-hô-va, đặt ta giữa chủng đầy những hài cốt. Đoạn Ngài khiến ta đi vòng quanh những hài cốt ấy. Này có nhiều lắm ở trên đồng chủng đó, và đều là khô lắm rồi. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Ta thưa rằng, lại Chúa Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Ngài bèn phán cùng ta rằng, hãy nói tiên tri về hài cốt ấy và bảo chúng nó rằng, hỡi hài cốt khô, khá nghe lời Đức Giê-hô-va. Chúa Giê-hô-va phán cùng những hài cốt ấy rằng, này ta sẽ phú hơi thở vào trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ đặt gân vào trong các ngươi, sẽ khiến thịt mọc lên trên các ngươi và che các ngươi bằng da. Ta sẽ phú hơi thở trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Rồi các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta. Ta đương nói tiên tri thì có tiếng, và này có động đất, những xương nhóm hiệp lại với nhau. Ta nhìn xem thấy những gân và thịt sanh ra trên những xương ấy, có da bọc lấy nhưng không có hơi thở ở trong. Bây giờ Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, hãy nói tiên tri cùng gió, hãy nói tiên tri và bảo gió rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó sống và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.
Mục sư đọc tiếp câu 11 đến câu 14 luôn để quý vị thấy cái sự giải thích của Chúa. Ngài phán cùng ta rằng, hỡi con người, những hài cốt này ấy là cả nhà Israel. Này chúng nó nói rằng, xương chúng ta đã khô, lòng trông cậy chúng ta đã mất, chúng ta đã tuyệt diệt cả. Vậy hãy nói tiên tri và bảo chúng nó rằng, Chúa Giê-hô-va phán như vậy, hỡi dân ta, này ta sẽ mở mồ mả các ngươi, làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả, và ta sẽ đem các ngươi về trong đất của Israel. Hỡi dân ta, các ngươi sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta đã mở mồ mả các ngươi và làm cho các ngươi lại lên khỏi mồ mả. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và các ngươi sẽ sống. Ta sẽ lại lập các ngươi trong đất riêng của ngươi. Rồi các ngươi sẽ biết rằng ta là Đức Giê-hô-va. Sau khi hứa lời ấy thì đã làm thành. Đức Giê-hô-va phán vậy. Quý ông bà anh chị em, ở trong Kinh Thánh mỗi khi mà chúng ta nghe đề cập tới trũng á, thì thường là diễn tả một cái giai đoạn ở trong cuộc đời của chúng ta, và là cái giai đoạn mà chúng ta gặp khó khăn, là giai đoạn mà chúng ta bước vào trong những cái thách thức, chúng ta cảm thấy như bế tắc, có thể là những cái sự khủng hoảng về sức lực, về liên hệ, về công việc làm, chúng ta rơi vào trong một cái trũng. Ở đây có nhiều điều mục sư muốn học với ông bà anh chị em lắm, nhưng mà thôi cậy Chúa Thánh Linh, trong cái thời gian ngắn chúng ta có, Chúa Thánh Linh nhắc điều gì mục sư sẽ nói quý vị điều đó. Ở đây rằng tai của Đức Giê-hô-va đặt trên ta. Ông Ê-xê-chi-ên là một tiên tri của Chúa, và cái chữ Ê-xê-chi-ên có nghĩa là Chúa làm cho chúng ta nên mạnh mẽ. Tai Chúa ở cùng với ông, Chúa khiến cho ông trở nên mạnh mẽ. Nhưng mà ông là người đang sống ở tại Babylon, ở trong cái cảnh đất nước là bị làm phu tù, và ông nói tiên tri cho Chúa, và bây giờ Chúa đem ông cho một cái khải tượng, bước vào trong một cái trũng. Nói rằng tai của Đức Giê-hô-va đặt trên ta, Ngài dắt ta trong thần của Đức Giê-hô-va. Cái điều thứ nhất chúng ta thấy ở đây, quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy tai Chúa ở cùng, hallelujah, thần Chúa dẫn dắt chúng ta, hallelujah. Nhưng mà thường chúng ta nói tới tai Chúa ở cùng, thần Chúa dẫn dắt là chúng ta muốn thấy mình có kinh nghiệm mountain top kìa. Chứ mình không có muốn là ở trong cái trũng xương khô. Cho nên cái điều đầu tiên chúng thấy rằng Chúa đặt chúng ta vào trong một cái bối cảnh nào, một cái địa điểm nào, cái nơi chốn nào, đó là ý của Chúa. Cũng một bàn tay ở trên cuộc đời của chúng ta là bàn tay đặt chúng ta vào trong cái trũng xương khô đó. Cũng mỗi thần linh mà đã ở cùng với chúng ta sẽ là thần linh để đem chúng ta vào trong trũng xương khô đó. Tại vì có nhiều lúc chúng ta thắc mắc là tại sao Chúa đem con vào trong cái trũng xương khô? Tại sao Chúa để con bị kẹt ở trong cái trũng này? Nhưng mà có lần một sư giảng với quý bà anh chị em về cái trũng bóng chết ở trong Thi Thiên 23, một sư nói rằng Chúa có đặt tên cho mỗi cái trũng, cho mỗi cuộc đời của chúng ta để chúng ta kinh nghiệm được Chúa. Cho nên là tai của Chúa đó, thần của Chúa đó lại đặt mình vào trong cái trũng. Và ở đây nói rằng cái trũng nhiều xương, mà xương rất là khô. Ở đây không phải là cái trũng xác chết, mà cái trũng xương, mà là xương rất khô. Từ cái chỗ chết mà để rã thịt thành xương là đã mất nhiều thời gian. Rồi bây giờ từ xương trở thành xương rất khô, tức là nhiều người chết và chết rất là lâu rồi. Một sư đọc tới cái này á, tự nhiên Chúa cho được nhắc tới một cái lời mà Chúa trách những người Pharisee. Chúa nói là các ngươi ở bên ngoài như là mộ mà quét vôi, nhưng mà bên trong là xương cốt. Có nhiều lúc chúng ta cẩn thận, chúng ta ở bên ngoài nhìn rất là tôn giáo, nhìn rất là đẹp, nhưng mà ở bên trong chết rất lâu rồi, nó thành xương cốt rồi mà chúng ta không hay. Cái chỗ này chúng ta thấy trũng xương cốt thiệt, xương đã rất là khô thiệt, nhưng mà có cơ hội để nghe lời tiên tri của Chúa, nghe lời tiên tri ở trong Thánh Linh của Chúa. Nhưng mà nếu mà chúng ta được bọc bởi cái vỏ của tôn giáo và giả hình, cái đó mới là nguy. Xương cốt đó bị bọc lại ở trong mồ mả và không có cơ hội để lời của Chúa và Thánh Linh của Chúa có thể tác động được. Cho nên
cái chỗ này nói rằng cái trũng chết rất là nhiều và Chúa kêu ông đi. Tức là tưởng tượng ông phải đi vào ở trong cái trũng đầy xương chết ở trong đó, đầy xương ở trong đó. Ngài phán cùng ta rằng: hỡi con người, những hài cốt này có thể sống chăng? Cái điều kế tiếp chúng ta thấy là cảm ơn Chúa là ở trong nơi trũng xương khô Chúa vẫn phán với chúng ta. Có nhiều lúc chúng ta cứ nghĩ rằng Chúa chỉ nói chuyện với chúng ta khi chúng ta ở trên mountain top, khi chúng ta thịnh vượng, khi chúng ta thành công. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, thật ra ở trong trũng là cái nơi Chúa vẫn nói với chúng ta, và chúng ta sẽ nghe được Chúa tốt hơn. Chúng ta sẽ nghe được Chúa tốt hơn. Có một lần tôi đi một cái retreat với lại người Mỹ, lên ở trên núi thì những người Mỹ họ đi ra, họ quan sát, họ vào, họ nói với tôi rằng: ông có thấy lạ không? Thực ra ở trên mountain top không có nhiều cây ở trên đó, nhưng mà ở dưới thung lũng thì cây xanh và phát triển rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em, chúng ta ai cũng mê cái mountain top, nhưng mà thật ra trong cái trũng là cái nơi mà chúng ta phát triển được rất là tốt. Ở đây Chúa vẫn phán với chúng ta: ai có tai hãy nghe. Ở trong những cái hoàn cảnh khốn cùng của mình, ở trong những cái chỗ mình cảm thấy như vô vọng, nó là xương và là xương rất khô rồi, nhưng mà Chúa vẫn phán. Ở trong cái trũng đó vẫn có lời Chúa cho chúng ta. Sau đó Chúa hỏi rằng: những hài cốt này có thể sống được chăng? Khi mà Chúa đặt câu hỏi thì không có tìm cái câu trả lời ở nơi chúng ta, nhưng mà Chúa đặt câu hỏi là để cho Ezechiel phải có cái sự suy nghĩ cho chính mình. Và Chúa mong một cái câu trả lời thành thật. Quý ông bà anh chị em, ở trong cái trũng xương khô chúng ta cần phải thành thật với Chúa. Ở đây Ezechiel nói rằng: ta thưa với Ngài rằng lại Giê-hô-va, chính Chúa biết điều đó. Có nghĩa là con không biết. Có nhiều lúc chúng ta cảm thấy như xương chất lên trên xương, càng khô và xương khô chất lên. Bao nhiêu những cái sự khốn cùng ở trong đời sống của chúng ta làm cho chúng ta bắt đầu nghi ngờ, làm cho chúng ta bắt đầu thắc mắc. Chúng ta không còn biết là có câu trả lời hay không. Nhưng mà ông nói đây là lại Chúa, chính Chúa biết điều đó. Có nghĩa là những cái gì mà con không biết thì Chúa biết. Mà nếu mà Chúa hỏi rằng xương cốt mà có thể sống lại được hay không, thì chỉ có Chúa có câu trả lời thôi. Chỉ có Chúa của chúng ta mới có câu trả lời đem từ cái chết trở thành cái sống. Tất cả các tôn giáo khác của con người, họ chỉ có thể giúp chúng ta rửa xác chết, nhưng mà không thể giúp chúng ta làm cho xác chết được sống lại. Quý ông bà anh chị em có đi đám tang, cái người thân yêu của mình rất là thân yêu được nằm đó, được nhà hoàng họ rửa xác sạch sẽ, họ make up, mặc đồ đẹp nằm đó. Quý vị muốn quý vị mặc đồ dơ mà còn sống, hay là muốn mặc đồ đẹp mà nằm chết đó? Tôn giáo là như vậy. Tôn giáo chỉ giúp chúng ta rửa cái xác chết thôi, nhưng mà Chúa đến ban chúng ta sự sống. Chỉ có Chúa làm được điều đó. Chúng ta nhớ khi mà bà Mary nói rằng ngươi sẽ hoài thai, sẽ sanh một trai, Mary nói với thiên sứ rằng điều đó làm sao xảy ra cho tôi được. Chúa nói là không có điều gì khó cho Đức Chúa Trời. Chúng ta nhớ trong cái câu chuyện với các môn đồ, nói rằng người giàu vào nước thiên đàng thì khó hơn lạc đà chui qua lỗ kim. Các môn đồ mới nói với Chúa, như vậy thì làm sao mà theo Chúa được? Chúa nói là cái gì con người làm không được, Đức Chúa Trời làm được. Trũng xương khô là cái chỗ bế tắc của con người, không làm được, nhưng mà Chúa có thể làm được. Chúa có thể khiến chúng ta từ trũng xương khô có sự sống và trở thành quân đội. Trừ chỗ bế tắc, Chúa có thể mở ra những cánh cửa cho chúng ta. Và tiếp theo chúng ta thấy rằng ông đã vâng lời của Chúa. Câu 7 nói rằng: vậy ta nói tiên tri y như Ngài đã phán dặn. Quý ông bà anh chị em, Chúa kêu là bây giờ là phải nói tiên tri với hài cốt. Vâng lời Chúa, nói tiên tri với hài cốt. Thiệt không Chúa, ai mà đi ngang mà thấy con ngồi nói chuyện với đống xương, chắc người ta chở con đi bệnh viện tâm thần quá. Phải không? Ai mà ngồi nói chuyện với đống xương.
Nhưng mà Chúa kêu hãy làm. Hãy công bố lời sự sống của ta. Ngươi đã nghe lời của ta, bây giờ nói lại đúng như điều mà ngươi đã học được từ nơi ta. Công bố cái lời sự sống đó vào trong cái nơi mà chết khô đó. Và khi mà ông đang nói thì bắt đầu có sự chuyển động. Tôi đã từng nghe những cái feedback của quý ông bà anh chị em ở tại đây hay ở trong nước. Nói rằng khi một sư giảng cái sứ điệp đó, tôi rơi nước mắt, tôi được thúc giục, tôi được cảm kích, tôi được thay đổi. Đó là sức mạnh của lời Chúa quý ông bà anh chị em, chứ không phải một sứ trường. Lời Chúa không có lời bởi ý một người nào ra, nhưng mà bởi Đức Thánh Linh cảm động. Và khi lời Chúa đó tác động, chúng ta cảm thấy như là xương cốt chúng ta từ cái chỗ rã rời được nối kết lại với nhau. Chúng ta cảm thấy như là có một cái sự tươi mới. Nhưng mà chưa có sự sống được. Cho tới khi phải nói một cái tiếp theo, đó là nói tiên tri với gió. Thực ra đó, quý vị đọc cái bản tiếng Anh đó là nói tiên tri với hơi thở. Cái chữ đó là cùng với cái chữ mà bản sáng thế ký nói rằng Chúa hà sanh khí. Là tức là Chúa tạo nên con người đầu tiên nắng bởi đất. Nhưng mà cho tới khi Chúa hà sanh khí thì mới trở thành một sanh linh. Thì cái hình thức đó, cái từ đó là đúng với cái tiên từ mà Chúa kêu Ezechiel. Hãy nói tiên tri với hơi thở, hà cái hơi thở đó lên. Cho nên là để biến thành một cái từ một cái xương khô rất khô mà trở lại sống lại á, thì phải có những người trung thành với Chúa và công bố lời lẽ thật. Và khi công bố lời lẽ thật của Chúa, cứ tiếp tục công bố. Tôi nói thiệt quý vị đừng có giận, có nhiều lúc mục sư giảng ở trên, có những người ngồi ở dưới từ năm này qua năm khác, không có thay đổi. Nhưng mà đã là cái người được Chúa kêu gọi là phải trung tín, cứ phải công bố lời sự sống của Chúa. Và tới một cái lúc nào đó, tự nhiên mình cảm thấy Chúa Thánh Linh tác động, mình thấy cái điều đó nó đúng với mình và nó mở lòng của mình ra. Nó đem sự sống của Chúa đến ở trên đời sống của mình. Tôi thấy có lần tôi nói với bạn chị em, cho nên tôi nói lại một cách nhanh chóng. Ở đây Chúa kêu là công bố lời của Chúa. Quý vị nhớ ở trong sáng thế ký, khi mà Chúa nói rằng ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất, vả đất vô hình và trống không, thần Đức của Chúa Trời vận hành ở trên mặt nước. Rồi sao? Khi mà Chúa phán hãy có sự sáng thì có sự sáng. Như vậy thì Thánh Linh thì vận hành, nhưng mà cho tới khi lời được công bố thì điều đó nó mới thành. Cho nên là ở đây có sự kết hợp công bố nói tiên tri bằng hơi thở và công bố lời của Chúa. Hai cái yếu tố đó nó đem đến cái sự sống. Nó đem đến cái sự sống ở trong chúng ta. Chúa nói rằng hãy nói lẽ thật ở trong tình yêu thương. Có nhiều lúc chúng ta ở trong trũng xương khô á, chúng ta dễ bị cám dỗ là chúng ta không có nói lời lẽ thật. Chúng ta ngồi chúng ta khoe xương với nhau. Này, trời ơi bà ơi, con tôi rầu nó gần chết, cái thằng này là hết cứu nó được rồi. Trời, con bà ăn thua gì chồng tôi nè. Chúng ta bắt đầu chúng ta khoe coi xương ai khô hơn. Trong lúc Chúa kêu là chúng ta phải nói lời sự sống với xương. Chứ không phải ngồi đó để khoe về những cái trũng xương khô của mình. Cái thứ hai nữa, một sư hay nói là chúng ta hay nói sự thật mà không có nói lẽ thật. Tức là chúng ta ngồi chúng ta nói về những cái việc mà xảy ra, nhưng mà chúng ta không có nói là những cái điều mà chúng ta muốn thấy. Chúa muốn chúng ta công bố lời lẽ thật, và trong sự chết là chúng ta công bố cái điều chúng ta muốn thấy là nó sẽ sống lại. Chứ không phải là chúng ta chỉ nói theo cái điều mà chúng ta đang cảm nhận. Ôi cái ông mục sư trường đó mà, ổng mà tội lỗi, ổng thế này thế kia. Ô cái bà đó tôi biết mà bả trước kia là vậy. Ô cái ông đó là nghiện ngập. Chúng ta có thể nói những cái sự thật, nhưng mà nó không phải là lẽ thật. Lẽ thật chỉ có ở trong lời của Chúa, và lẽ thật từ miệng Chúa mà ra. Khi chúng ta nói lời lẽ thật, công bố cái lẽ thật của Chúa là công bố những gì Chúa nói. Để nói rằng cái bệnh tật này Chúa có thể chữa lành. Cái sự khốn cùng này Chúa có thể đem quý vị ra. Chúa có thể giải cứu. Chúa vẫn yêu thương. Chúa vẫn phục hồi. Quý vị biết tại sao mà trong cái trũng đó có nhiều xương cốt như vậy không?
là bởi vì khi con cái Chúa mà chúng ta rơi vào trong cái trũng á, là tính về vị trí chiến lược á, là chúng ta ở dưới thấp. Và cái chỗ đó là cái chỗ mà dễ bị đánh. Ma quỷ sẽ bắn những cái mũi tên vào trong chúng ta, những cái mũi tên nghi ngờ, những cái mũi tên sợ hãi, những cái sự kiện cáo, những cái sự mặc cảm tội lỗi, và nhiều người chết cuối cùng đi vào trong nhà thờ nhưng mà không có sống động được, trở thành xương khô mà không hay. Cho tới khi nào lời lẽ thật được công bố và Thánh Linh của Chúa được tác động thì người đó mới được sống. Bây giờ một xin mới vô bài giảng của mình. Câu số 10. Nghe cái rùng mình. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó, chúng nó sống, đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một quân rất lớn. Có ba điều đã xảy ra khi Chúa cứu một cái xương khô mà trở thành quân đội. Thì có ba bước. Thứ nhất là có sự sống. Cái thứ hai là đứng trên chân của mình. Và cái thứ ba là trở thành quân đội. Khi mà Thánh Linh của Chúa, lời của Chúa tác động ở trên chúng ta, chúng ta gom lại, không phải chỉ là sự tươi mát, không phải chỉ là sự gắn kết tổ chức, nhưng mà Thánh Linh của Chúa tác động vào thì nó mới có sự sống thật sự. Hội thánh của Chúa không phải chỉ là những cái tổ chức, mình khéo tổ chức lắm, có lớp lan, có trật tự, có ban ngành, điều đó không có đem sự sống đến cho hội thánh, cho khi nào có Thần Linh của Chúa. Nhưng mà khi mà chúng ta, đầu tiên là Chúa nói là khiến cho chúng ta được sống. Làm sao chúng ta được sống? Tôi đọc quý vị Ê-xê-chi-ên đoạn 36, tức là trước đó một đoạn, câu 26 trở đi nói vậy: ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, đặt thần mới trong các ngươi, ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi và ban cho các ngươi lòng bằng thịt. Ta sẽ đặt thần ta trong các ngươi và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lệnh ta và làm theo. Đây là cái lời tiên tri Ê-xê-chi-ên, và là một cái lời nói trước về cái thời kỳ ân điển, khi mà Chúa đến và Ngài sẽ hành động ở trong cuộc đời của chúng ta. Tất cả những câu này không có câu nào nói là chúng ta phải làm hết, toàn là Chúa làm những điều đó trong lòng chúng ta. Ngài làm chúng ta trở thành một tạo vật mới. Những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Có nhiều người nói rằng con cái Chúa bây giờ chúng ta có hai cái bản chất cũ và bản chất mới. Sai. Chúa đã lấy cái bản chất cũ ra và ban cho chúng ta một cái bản chất mới. Nhưng mà cái còn cũ là tâm trí. Chính vì vậy nói rằng tâm trí cần phải được đổi mới bằng lời của Ngài. Cho nên khi chúng ta nói là chúng ta được sống, tức là Chúa đã đặt cho chúng ta một cái thần linh mới, tạo vật mới ở trong chúng ta. Mục sư cũng muốn nói tới khi chúng ta sống á, là chúng ta phải nhìn được như Chúa nhìn, chúng ta phải có tâm trí của Chúa. Có nghĩa là thay vì chúng ta ngồi đó chúng ta than về những cái xương khô của mình, thì chúng ta nói chuyện với Chúa và coi coi tại sao Chúa cho điều đó xảy ra trong cuộc đời của chúng ta. Chúng ta học được gì ở trong cái trụng đó. Khi chúng ta ở trên mountain top á, chúng ta nói về Chúa. Khi chúng ta ở trong trụng, chúng ta sẽ nói với Chúa. Khi chúng ta ở ngoài trũng, chúng ta biết về Chúa. Nhưng mà khi ở trong trũng, chúng ta sẽ biết Chúa. Chính vì vậy mà ở trong cái sách Ê-xê-chi-ên này có khoảng 65 lần cái cụm từ được lặp lại là để ngươi biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Để ngươi biết ta là Giê-hô-va là Đức Chúa Trời. Một cái tai nạn xảy ra cho cô Vinh. Và cô Vinh nhận thức được rằng mình biết Chúa nhiều hơn. Nó không phải chỉ là một cái phép lạ, nhưng là một cái sứ mạng gì đó mà Chúa đặt trong cuộc đời của mình. Chúa đặt quý vị vào trong cái trũng bế tắc của bệnh tật để chúng ta biết Chúa, vào trong những khốn khó trong cuộc đời của mình để chúng ta biết Chúa. Cho nên là khi mà Chúa đem chúng ta rồi, chúng ta biết Chúa. Không có người nào có thể đem chúng ta ra khỏi liên hệ của Chúa, vì chúng ta biết rõ Chúa của mình. Bây giờ chúng ta nói ngoài cái việc ban sự sống, thần linh mới, tâm trí mới, chúng ta bắt đầu có cái sự tương tác. Khi chúng ta chết chúng ta không có tương tác với chung quanh,
Nhưng mà khi chúng ta sống và trưởng thành trong Chúa, chúng ta có cái sự tương tác. Mà cái tương tác đó mục sư gọi là chúng ta có sự đáp ứng chứ không phải là phản ứng. Phản ứng là của con nít. Quánh tôi quýnh lại, chửi tôi chửi lại, xấu tôi xấu lại. Cái đó là phản ứng, react. Nhưng mà ở trong Chúa mình sống và trưởng thành thì phải respond, tức là phải đáp ứng, mau nghe, chậm nói, chậm nóng giận và hỏi rằng bây giờ mình phải đáp ứng như thế nào để vinh hiển danh của Chúa. Cái đó là cái sự sống mà mình muốn thấy. Nhưng mà quý ông bà anh chị em, có nhiều người được sống nhưng mà là ngồi chứ không có đứng. Thậm chí có người nằm luôn chứ không đứng nữa. Ở đây là Chúa nói rằng chúng ta được sống và đứng trên chân của mình. Cái gì nó có kỳ định ở trong đời sống của mình. Chúa không có kêu chúng ta lúc chúng ta còn đang nằm để tham gia quân đội. Nhưng mà có những người Chúa tuyệt vời lắm. Hồi đó cái hôn nhân của tôi thế này nè mà Chúa cứu ra. Hồi đó sức khỏe của tôi như thế này mà Chúa cứu ra. Bây giờ đứng được ở trên chân của mình rồi. Nhưng mà có nhiều lúc á, mình không chịu. Mình cứ nằm, mình cứ ngồi, mình ở trong nhà thờ. Quý vị biết một cái người tín đồ nằm ngồi với một cái tín đồ mà đứng được trên chân mình nó khác nhau sao không? Là một người là chờ người khác đến với mình. Tại vì chân mình không có đứng dậy làm sao mà đi được. Còn một người là có thể đi đến được với người khác. Và Chúa muốn chúng ta đứng ở trên chân của mình. Khi mà Chúa đã cứu chúng ta ra khỏi xương khô thì chúng ta sẽ có một cái sự kinh nghiệm với Chúa đặc biệt. Chúng ta sẽ có một cái đức tin đặc biệt. Và chúng ta đứng trên chân mình. Không phải đứng trên chân của ông mục sư, không phải đứng trên chân của ông nội bà ngoại, không phải đứng trên chân của cha của mẹ, không phải đứng trên chân của chồng của vợ, mà mình có kinh nghiệm đứng được trên chân của mình. Chúa muốn mọi người chúng ta phải có cái kinh nghiệm vào được chỗ chết, ra được bởi sự sống của Chúa và kinh nghiệm của Chúa để đứng được trên chân của mình. Amen. Cho nên đầu tiên là sống, cái thứ hai là đứng và đứng trên chân của mình. Mà trong bản tiếng Mỹ thì sẽ nói rõ là đứng trên hai chân. Tại vì bản tiếng Mỹ không có dùng là đứng trên foot mà đứng trên feet. Tức là phải hai chân. Có người đứng không vững, có người vẫn nằm, có người vẫn ngồi. Không có sự nỗ lực, không có học, không có trau dồi để có thể cứng cáp để đứng lên được. Chúa muốn Chúa đã cứu mình ra là mình phải đứng lên. Nhưng mà cái bước kế tiếp là cái bước là bây giờ đứng được rồi, đi được rồi thì có hai cái sự lựa chọn. Một là đi chiến, hai là đi chơi. Ở đây Chúa kêu gọi trở thành một quân đội. Chúa không có kêu gọi thành một băng đảng. Chúa không có kêu gọi thành một quân phiến loạn. Quân đội là có cái lãnh đạo. Quân đội là phải học sự thuận phục. Quân đội là có sự huấn luyện, có sự kỷ cương và biết được cái chiến trận của mình và biết được trách nhiệm của mình, biết được mặt trận của mình ở đâu. Chúa kêu gọi chúng ta để tham chiến. Nhưng mà có những người, và có thể là tôi đã từng ở cái chỗ đó, và quý ông bà, chị em xem lại mình xem mình có hay không, là có nhiều lúc Chúa cứu mình nhưng mà mình không có nghiêm túc là biết rằng Chúa muốn đem mình vào trong chiến trận ngay tức khắc. Có nhiều người nói, trời ơi, ma quỷ nó đánh tôi tơi tả mấy năm qua ở trong cái trũng đó. Bây giờ ra khỏi rồi nó không có đánh tôi nữa đâu. Ôi, đừng có lầm. Ma quỷ không bao giờ buông tha, nói là ô, cái cô Hạnh nhiêu đó tấn công bả bầm dập rồi, giờ nhiêu đó được rồi, ngưng thôi. Không có, quý bà anh chị em. Chiến trận vẫn còn, đời sống theo Chúa mãi mãi là cuộc chiến thuộc linh. Quý vị nói, mục sư nói làm sao chứ, ai cũng tham chiến chứ làm sao mà có chuyện mà không đi chiến mà đi chơi. Để đọc cho quý vị nghe. Samuel nhì đoạn 11 câu 1 câu 2. Qua năm mới, khi các vua thường ra tranh chiến, tức là đó là cái kỳ định là các vua là phải đi ra để tranh chiến. Nhưng mà David sai Joab cùng các tôi tớ mình và cả đạo bên Israel đánh giặc. Nhưng mà vua David thì ở lại Jerusalem.
Đọc câu kế tiếp. Một buổi chiều kia, David trỗi dậy khỏi giường mình. Như vậy là ông đứng được trên chân mình, đúng không? Ông trỗi dậy khỏi giường của mình, tức là ông đã được trỗi dậy, ông đứng được trên chân của mình. Mà hồi nãy cái kỳ định này là cái kỳ định mà các vua phải ra chiến. Ông kêu tướng ông đi, ông không đi. Đọc tiếp đi, lời Chúa nói gì? David trỗi dậy khỏi giường mình, đi dạo chơi. Đi dạo chơi trên nóc đền vua, bèn thấy một người nữ đương tắm. Người nữ ấy rất là lịch sự. Và chúng ta biết câu chuyện của David. Sau đó thì ông phạm tội tà dâm, và ông phạm tội giết người. Quý ông bà anh chị em, Chúa cứu chúng ta là có mục đích. Chúa cứu chúng ta không phải ngồi đó. Chúa cứu chúng ta để đứng dậy. Và Chúa cứu chúng ta là để chúng ta tham chiến. Sự sức giàu ở trên đời sống của chúng ta, sự kêu gọi ở trên đời sống của chúng ta, Chúa đặt để chúng ta trong thời điểm đó. Đó là cái kỳ định của chiến trận. Mà David đã không ra chiến trận. Thay vì đi chiến thì đi chơi, cuối cùng dẫn mình vào chỗ đi chết. Cho nên là chúng ta phải biết rằng Chúa muốn chúng ta kinh nghiệm được sự sống lại ở trong trũng xương khô. Nhưng mà để chúng ta được sống, để chúng ta được đứng trên chân của mình bằng đức tin của mình, nhưng mà để chúng ta nối kết tham gia với nhau để tham chiến. Vì ma quỷ cứ phá hủy diệt liên tục, và chúng ta cần phải ý thức cái chiến trận của mình. Chúa kêu gọi chúng ta, trang bị chúng ta là để chúng ta tham chiến. Và tất cả những cái xương khô ở trong trũng đó là những người đã đi vào trong chỗ vô vọng mà Chúa ban cho hy vọng, đã đi vào trong chỗ bế tắc mà Chúa mở đường, thì những người đó sẽ nối kết được với nhau để trở thành quân đội. Và là một quân đội rất là mạnh, rất là lớn cho Chúa. Cho nên là cầu xin Chúa giúp cho chúng ta, để chúng ta được sống, được đứng trên chân của mình, và cùng nhau là một quân đội tốt cho Chúa. Amen. Kính mời Thánh cùng đứng lên. Chúng ta lại có cơ hội đến nơi bàn tiệc của Chúa. Hồi nãy cô Vinh có dùng cái chữ là bí tích. Đây là đối với những anh em bên Công giáo. Đây là một cái bí tích. Đây là một cái điều đặc biệt. Chúa dọn cái điều này ra bữa tiệc cuối cùng, để chúng ta nối kết với Chúa và nối kết với nhau. Một sư chỉ nói một ý rồi chúng ta giữ với nhau. Khi mà một sư chuẩn bị bài giải Kinh Thánh ở trong tuần vừa rồi, ngày thứ năm ở trong sách Ê-phê-sô, thì có những cái sự phân rẽ, những người cắt bì, những người không cắt bì, những người những sắc dân khác nhau. Và chúng ta thấy cái hiện trạng đó nó có ở trên thế giới ngày nay. Sự phân biệt chủng tộc, người da trắng, người da đen, người da vàng. Chúng ta còn bao nhiêu thứ những cái sự khác biệt nữa. Nhưng mà Chúa cho một sư thấy cái điều này. Cảm tạ ơn Chúa là khi con người á, họ nhìn vào nước da đó, họ lại đem ra cái sự phân biệt để chia rẽ. Nhưng mà trong Kinh Thánh á, thì Chúa lại đem chúng ta về tới huyết của Chúa. Mà huyết của Chúa, tôi không biết quý vị da trắng hay da đen, về lấy dao cắt chú rớp thử coi có phải máu đỏ không, phải không? Không có cái vụ da vàng máu vàng, da đen máu đen, mà da trắng máu trắng. Mà tất cả máu chỉ có một màu. Cho nên khi mà Chúa Giêsu chết và đổ huyết cho chúng ta, tất cả chúng ta đều có thể nối kết vào trong tình yêu của Ngài. Ngài đổ huyết ra là cho tất cả mọi người, đem chúng ta vào trong huyết của Chúa, ở trong sự hiệp nhất, phá đi những cái bức tường ngăn trở
để chúng ta vào được trong gia đình của Chúa. Chúa nói hãy các ngươi làm điều này, hãy nhớ đến ta và rao truyền sự chết của Chúa cho đến ngày cuối cùng. Chúng ta cảm tạ ơn Chúa vì Chúa chết cho chúng ta. Thân Ngài vỡ ra cho chúng ta. Kinh Thánh nói rằng những lần roi Ngài chịu chữa lành tật bệnh của chúng ta. Và vì có sự đổ huyết nên có sự tha tội. Và chúng ta bước vào, chúng ta được chuộc bởi huyết của Chúa để được làm con của Chúa. Xin mọi chúng ta thầm nguyện, xét đời sống của mình. Không phải xét coi mình có xứng đáng hay không, là bởi vì chúng ta biết rằng chúng ta không xứng đáng. Nhưng mà xét để suy gẫm về tình yêu và sự tha thứ của Chúa, để biết ơn Ngài. Đến để xưng ra những lỗi lầm của mình, vì biết rằng Chúa đã tha thứ, chứ không phải xưng ra để được tha thứ. Và khi chúng ta đến bàn tiệc của Chúa thì đến một cách tự tin, đến để nhận quyền ở trong thân và huyết của Chúa. Thank you.
Chúa ơi, xin Chúa cho mỗi người chúng con đón nhận được sự linh nghiệm ở trong thân và huyết của Chúa. Chúng con đi ra và rao truyền sự chết của Chúa cho đến ngày cuối cùng. Chúng con cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Và xin chúng ta cùng đứng để hát nhạc bế lễ luôn. Hãy xin Thánh Linh đến và ở lại với chúng ta. Cầu Thánh Linh ngài dậy đầy lòng con. Lòng này cần Thánh Linh ngài ban cho quyền năng. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hàng ngày con luôn ao ước gần Chúa, nguyện cầu Thánh Linh ngài dậy đầy lòng con. Lòng này cần Thánh Linh ngài ban cho quyền năng. Lòng này nguyện cầu Thánh Linh ngài luôn làm say đắm. Cho quyền năng, lòng này nguyện cầu Thánh Linh ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hàng ngày con luôn ao ước gần Chúa, nguyện cầu Thánh Linh ngài dậy đầy lòng. Cho quyền năng, lòng này nguyện cầu Thánh Linh ngài luôn làm say đắm nơi lòng con. Hằng ngày con luôn ao ước được gần Chúa. Chọn cả linh hồn con thờ phượng cha bằng chọn cả linh hồn con. Và xin mời mục sư Trường lên cầu nguyện bế lễ cho chúng ta. Chúa ơi, chúng con cảm tạ ơn Chúa vì trong cuộc sống chúng con giao phó đời sống mình ở trong tay của Ngài, với tất cả những kinh nghiệm Ngài đặt để trong cuộc đời của chúng con.
Xin Chúa làm sống lại chúng con, cho chúng con được đứng ở trên chân của mình và chúng con kết lại với nhau, trở thành những người lính giỏi, trở thành quân đội của Chúa. Con cảm tạ ơn Chúa nhiều lắm. Nguyện xin Đức Chúa Trời ban ngôi, ban tình yêu thương của Đức Chúa Cha, ân sủng của Đức Chúa Con, quyền năng, sự thông công của Chúa Thánh Linh ở cùng toàn thể hội thánh của Chúa từ nay cho đến ngày Đức Chúa Giêsu Christ trở lại. Amen. Amen. Và đến đây là lễ chung, chúng ta sẽ gặp lại nhau tuần sau cũng vào giờ này để thờ phượng Chúa. Và xin chúng ta mỗi người mời thân hữu, quý ông bà anh chị em đến dự lễ tri ân phụ mẫu ngày 17 tháng 6 tới đây. Xin cảm ơn tất cả.